Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp luận sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày một kiếp có tiền cầu, con đang nghe thấy cho trời tụng nguyện tỏ như là người nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát Tam Muội niệm Phật. Quyển 4, phẩm 9, tháng tháng tướng Tam Muội. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với Đại Bồ Tát Bất Không Kiến: "Hay thay, hay thay." Đại Bồ Tát Bất Không Kiến: "Ông không kính thỉnh ta thì ai mới có thể vì các chúng sinh mà tôi hỏi về Tam Muội như vậy? Nhằm đem giải thoát, làm lợi ích cho chúng sinh, một khiến cho chúng sinh đạt đầy đủ căn lành thanh tịnh không nghĩ bàn, một khiến cho chúng sinh được lợi ích tối thắng trong ba cõi, và nhằm giúp các chúng sinh vượt khỏi các hành của ba cõi, vì muốn khiến cho chúng sinh đối với các pháp hữu vi đạt được nghĩa thiện, vì muốn khiến cho chúng sinh hiểu biết sâu xa, tự hưởng được lợi ích, vì muốn khiến cho chúng sinh có được nghĩa quyết định đối với các pháp sâu xa, vì muốn khiến cho chúng sinh luôn tôn trọng sự nói pháp, chỉ muốn khiến cho chúng sinh kính trọng việc bố thí, chỉ muốn khiến cho chúng sinh để bỏ các hữu, chỉ muốn khiến cho chúng sinh ở đến giới luật vô thượng, vì muốn khiến cho chúng sinh đầy đủ đức nhẫn, chỉ muốn khiến cho chúng sinh luôn siêng năng tinh tấn, chỉ muốn khiến cho chúng sinh đạt được thiền định, chỉ muốn khiến cho chúng sinh có trí tuệ sâu rộng, tâm như kim cang khéo tu thiền định, chỉ muốn khiến cho chúng sinh lìa tâm phiền não có uế, chỉ muốn khiến cho chúng sinh khéo thao dưỡng làm cho tâm ấy bất động giống như cờ đế thích, nhằm muốn khiến cho chúng sinh quy kính nghĩa pháp, vì muốn khiến cho chúng sinh không tiếc thân mạng nhằm chán các hành và những chuyện duyên này, nên ông đã thưa hỏi Như Lai. Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: "Nay ông hãy lắng nghe chỉ khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông phân biệt giảng nói." Bồ Tát Bất Không Kiến liền bạch Phật: "Dạ vâng, Thế Tôn, con xin vui thích được nghe." Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: "Chư Phật đã giảng về Bồ Tát thực hành tam muội niệm Phật. Tam muội này các Bồ Tát thường nên gần gũi, sẽ đang tu tập. Đã tu tập tam muội này rồi liền được tăng trưởng thấy pháp an lạc, tăng trưởng không tham sân si, tăng trưởng sự hữu thiện sáu thần thông, tăng trưởng được thấy hết thảy chư Phật, tăng trưởng ở trong vô số cõi Phật thanh tịnh, để biết về nhân duyên sinh tử đời trước, ở đông thai thanh tịnh trọng đại, mẹ thuộc dòng họ hào quý thu thắng, được thân tốt vi diệu của bậc đại nhân, đầy đủ sự xuất gia xã và đại xã, biết được hành tướng liên tục của chúng sinh, đầy đủ đa văn và pháp thế gian và xuất thế gian, là được tất cả các pháp xứ thiện, sẽ được khéo học pháp thế gian không gì sánh, là có thể giảng nói khéo về tất cả pháp, biết rõ đời trước đời sau, chuẩn bị đầy đủ trí tuệ tướng của chương câu chữ, có thể khéo chuyển tâm thần thông biến hóa, khi nhận biết lỗi lầm, được diệu lực rộng lớn để biết các Bồ Tát nơi phương khác, cho đến những tinh tế thô sơ trắng đen dài ngắn lớn nhỏ, xứ và phi xứ của mọi chúng sinh, cho thành Phật đạo để hướng đến đầy đủ được niệm bất động, đầy đủ thần thông, thì được đầy đủ tộc họ các quý lớn lao, đầy đủ công đức đoan nghiêm oai lực, đạt được phạm âm, cho đến các biện tài cũng đều đầy đủ như trước đã nói. Sinh ra cùng thời với Đức Phật là sinh của không sinh, thường sinh chỗ trung tâm đất nước, không sinh biên địa, muốn cầu đạo đi khắp các thế giới nơi phương khác, đến chỗ chư Phật thưa hỏi chánh pháp, muốn vui trụ nơi đây, hoặc dạo khắp mười phương vạn thế chư Như Lai để cung kính cúng dường. Bồ Tát như vậy là đầy đủ công đức. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ Bồ Tát Bất Không Kiến: "Có tam muội vi diệu, ta đã trụ trí lực, hiểu rõ tam muội này, Bồ Tát nên tu tập để thấy Phật mười phương sáu thông đến bờ giác, mới được đạo Bồ Đề, thấy các cõi tình diệu, biết giữ duyên sinh tử, trụ thai không gì hơn tộc họ mẹ thù thắng, kéo tu các pháp hạnh, được đầy đủ tướng tốt, xuất gia bỏ các ái, đời người còn nắm dục, vì lợi ích thế gian nên cầu đạo Bồ Đề, sinh ở nhà hào tộc, đạt đến cảnh cam lộ, đầy đủ sáu thần thông, nơi chân trí viên mãn, nói chân trí viên mãn, đa văn trì chánh pháp, đạt được đại tự tại, hiểu biết rộng như biển, nghe được đều tu hành, được các nghĩa quyết định, chỉ biết gốc chúng sinh, học tập thế xuất thế, chỗ hướng đến pháp lành, được trí tuệ thông lợi, trừ dứt không còn hiệp, xin bỏ việc hữu vi, thực hành pháp vô vi, cũng được trí thiên nhãn, thiên nhĩ nghe các pháp, nhớ nghĩ hành đời trước, biết tâm ý tức người, muốn hiện ra tất cả các thần thông vi diệu, tâm thường khéo biến chuyển, khai diễn nẻo sáng suốt, bởi bày tuệ mười lực, rộng lợi ích thế gian, biết xứ và phí xứ, chỗ quay về các pháp, nói phiền não lỗi lầm, thường nên tu định ấy, được đầy đủ hướng đến, được ý không ai bằng, được niệm về oai lực, được an ổn cũng vậy, tộc tánh rất thù thắng, đoan nghiêm rất sáng rõ, bỏ hành nơi hữu di, không hủy các công đức, đạt được oai lực lớn, rất thù thắng hơn người,
giống như trời đã thết bậc tôn nghiêm cõi trời. Muốn được âm vượt bậc cái tiếng oai hùng mạnh, thành tựu nghĩa đại tiên, nâng cầu tám muội này như rồng hành hoan hỷ, cho ánh chớp cùng khắp là dáng những cơn mưa thấm nhuần khắp đại địa. Đó là cảnh rồng dạo, ta không thể nghĩ bạn. Nếu ăn trụ tối thượng, tam muội vô thần thông, hệ bố thí cúng dường, dân cúng vô biên Phật, giống như long phương mưa, tắm bước khắp mọi nơi, vốn thành tựu thiện giáo, gần gũi tối thượng nói, thâu dưỡng vui vô di, nên tu tam muội này, tất cả đều giải thoát. Thời nào các kệ hay muốn khiến tất cả chúng đều sẽ được an lạc, nên tu tam muội này không địa Phật Bồ Đề, cho cùng chúng thanh văn được thấy cõi phương khác. Nếu muốn được thu hỏi, Thế Tôn ở cõi ấy và chư Phật phương khác, nên tu tam muội này. Nếu muốn thấy phương khác thế giới không nghĩ bàn, thân cận chư Phật kia và ánh sáng cúng dường, qua lại các cõi nước được vô số công đức, phải nên tu tam muội chư Phật đã nêu nói. Tùy nơi chỗ sinh ra thường được gặp chư Phật. Phẩm 10 chánh quán. Bây giờ Bồ Tát bất không kiến bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát muốn thành tựu tam muội Bồ Tát niệm Phật mà chư Phật là nói thì phải nên gần gũi tu tập những pháp nào? Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát bất không kiến. Nếu các Bồ Tát muốn được tu tập tam muội niệm Phật mà chư Phật đã nói, muốn được gần gũi chư Phật Như Lai để muốn mau đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì tâm phải quyết định an trụ, phải bỏ hẳn tâm không quyết định, bỏ tâm ngã kiến, biết tâm tâm biết vô ngã, nên quán thân này như bọt nước tụ lại, quán sắc ấm như cây chuối, lần lượt quán thọ ấm như bọt nước trôi, quán tưởng ấm như ngọn lửa đang cháy, quán hành ấm như mây trên không, quán thức ấm giống như huyện hóa. Nếu Bồ Tát muốn nhập vào tới muội này thì phải nên sinh ý tưởng sợ hãi, lại phải đầy đủ tâm hổ thẹn, bỏ không sợ hãi mà tạo sợ hãi, bỏ không hổ thẹn mà tu tâm hổ thẹn, đầy đủ samatha chỉ tỳ bà sa na quán, dùng trí phương tiện bỏ ngã và vô ngã, nên học trí giải thoát và pháp môn ba không, là phải biết sinh khởi ba thọ, cũng nên liền bỏ ba căn bất thiện, nên khởi tâm muội chánh định tụ. Quán các chúng sinh giống như thân ta, quán bốn niệm xứ gồm tấn thọ tâm pháp, quán hoạn nạn của bốn thực để tạo tưởng vô thực. Đó là đoàn thực xúc thực, ý thực thức thực, tu thượng bất tịnh và dùng từ bi, an trụ nơi hỷ, khiến xả đầy đủ, cả lên các thiền định mà không tham đắm, cũng không hủy bán tất cả các pháp. Thân này không thật giống như ánh lửa huyễn, không thích sống lâu và nên chán lìa. Khéo phòng hộ tâm, tu tập đa văn, không khinh mạng chánh pháp, xin ăn bảo hộ, không bài bác liền được văn tài cho đến pháp tài. Đã nghe pháp rồi, bảo vệ nghĩa ấy, tôn trọng Phật pháp, cung kính tăng bảo, gần gũi thiện trí thức, xa lìa bản ác, không tham đắm mùi vị. Ngôn luận của Thế Tục. Thường không lìa hạnh A Lan Nhã, tâm thường bình đẳng, thường xót chúng sinh, tâm ấy không thoái chuyển, không ôm lòng ganh ghét. Nêu lường các pháp, tâm không nhiễm vướng, phân biệt hết thảy vô số pháp, thường cầu kinh điển đại thừa sâu xa, lòng tin kiên cố, không sinh nghi ngờ, thường siêng năng tinh tấn đọc tụng kinh này, tức là đạo vô thượng của chư Phật, là chỗ sinh ra công đức của chư Phật. Tâm ấy nơi chân thật như vậy, phải hàng phục ghiêm mạng, hết lòng lắng nghe, thọ trì tăng trưởng chánh pháp, và lìa sắc sân trộm cắp tà dâm, lười biếng cao ngạo tâm thị phi, phải xả bỏ các thuyết tà kiến hủy bán, giữ lấy chân ngã dứt từ dứt lời nói dơ loạn, diệt mọi tranh luận. Tâm phải thích ăn trộm bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, phải đầy đủ các ba la mật, có thể xả bỏ được mất tâm vẫn không tá lui, như tánh bốn đại không thể thay đổi, thân ý phải chuyên cần, không tiếc thân mạng, bốn sự cúng dường, tâm không tham đắm, an trụ vào 12 hạnh đầu đà, không cầu danh tiếng như quyền lợi cho mình, bỏ tâm thương ghét, được bốn thần túc, đi bốn điên đảo như các thứ phiền não gai góc, vượt qua bốn dòng, đến bốn hoan nghi, tu bốn niệm xứ khiến được năm căn, tu hành năm lực, xa bỏ năm kết, không cầu cái vui phước báo của năm dục, bỏ năm tâm nhơ, tu năm giải thoát, cái biết năm ấm, bỏ sáu sở dục và sáu thọ thân, từ sáu ái thân, tu tập sáu niệm, biết sáu phần tức, xương cầu sáu thần thông, tư bài giác ý, hiểu sâu ba cõi, đó là cõi hài, cõi giận, cõi xúc, cõi dục, cõi sắc, cõi cho sắc cho đến cõi diệt, là được bảy sự cho bảy cất trụ. Bỏ tám thứ lười biếng, trừ tám vọng ngữ, biết tám pháp thế gian, được tám sự giác ngộ của bậc đại nhân, biết tám giải thoát, tu tám chánh đạo, và chính chỗ ở của chúng sinh, trừ chính pháp kiêu mạn, xua trừ chính não, gần gũi tu học chính pháp như hỷ.
là nơi siêng học chánh định thối lớp bỏ mười ác hành mười thiện theo phương tiện siêng năng tinh tấn cầu đạt mười lực của Phật. Lại nữa này Bồ Tát bất không kiến, nơi ta lược nói giờ ta mùi đã được chư Phật nói phải nên siêng năng tu niệm để báo ân Phật. Học học ta mùi rồi liền được bất tối chuyển nơi đạo quả vô thượng chánh giác. Như thế Bồ Tát dùng sức của đại trí có thể vì chúng sinh nói tam muội này. Ngoài ra thanh văn không thể quan sát tuyên nói ghi chép thời địa đọc tụng, mà có thể quan sát ghi chép thời địa đọc tụng thì phước nghiệp của người ấy cũng không luống uổng. Con yếu sẽ được gặp Phật ra đời, nó có Bồ Tát giáo hóa thọ trì thì bao đạt được bất tối nơi đạo. Này Bồ Tát bất không kiến, chư Phật đã nói tam muội niệm Phật là pháp con yếu, cái đại thanh văn không thể thực hành. Nếu người nào được nghe nói tam muội này thì đời đời vị lai sẽ được gặp Phật. Lúc đó Đức Thế Tôn liền nói kệ: nếu có tu tam muội, chư Phật đã tuyên nói, tâm quán pháp nối tiếp, xả niệm không liên tục, khéo quan sát thân ấm, liền ngã tưởng không ngã, thân này không chắc chắn như bọt trên mặt nước, hư dối như huyện hóa, cũng trẻ con nhi nói, quan sát như mây trôi, thấy thọ như bọt nổi, tựa như ngọn lửa cháy, quán hình ấm không thật, giống như cây chuối kia, quán năm thức như huyễn, sợ hãi tu hổ thẹn, xá ma tỳ bà na, nên lìa không hổ thẹn, trường ngã không ngã kiến, học tri kiến giải thoát, và dùng ba không môn, lại nên biết ba thọ, xả bỏ ba căn ác, thường họ ba căn lành. Cầu tam muội tối thắng, siêng hành giới định trí, mau được định sâu xa là tất cả tà kiến. Học tam muội chân chánh, bỏ tranh luận thế gian, thường tu pháp xuất thế, quan sát thân niệm xứ, thọ tâm cũng như vậy, giới nghi, giới pháp không nghi hoặc. Không lâu được định này, thường hành thiền giải thoát, không tiếc thân thọ mạng, đa văn không cao ngạo, không phỉ báng các pháp, nghe pháp nên thọ trì, thọ rồi quan sát kỹ, từ cúng dường chư Phật, pháp, tăng cũng như thế, do bạn lành trí thức luôn nghĩ báo ân họ. Lìa xa các bạn ác, không nghe luận tà đạo, nên cầu khen người thiện, thường cùng nhau du hóa. Không để A-la nhã, nên cầu thắng Bồ Đề, bình đẳng giới quần sinh. Không hủy bán các pháp, không nhiễm hết thảy pháp, nên biết pháp chân thật, bỏ các hạnh phi pháp. Không lâu được định này. Trừ tất cả các ác, vì thấy ngã chân thật, sát hại mạng dâm đạo, chế bai và biến nhát, vì không tạo các ác, tranh cãi các tà luận, nói pháp Phật tối lớp, nên cầu tam muội này. Thế giới và nhẫn nhục, tinh tấn thiền trí tuệ, thường sẽ năng tốt tập, thành tựu các độ này, không lâu sẽ đạt được công đức định pháp hạnh. Nếu xả phần trong thân, ngoài của cải quyến thuộc, không lâu được bồ đề, tam muội tâm vắng lặng. Nếu người tâm như đất, nước, gió, lửa, hư không, thể đều sẽ mau chóng được tam muội vi diệu. Nếu có tất cả người, thân tâm luôn ngay thẳng, không tham đắm cơm áo, giường nệm và thuốc tan, người ấy sẽ mau đắc pháp tam muội như thế, thành tựu bốn chánh cần, đầy đủ bốn như ý, sẽ bỏ bốn điên đảo, bốn phiền não cái gốc, cầu vượt khỏi bốn dòng. Sẽ bỏ mọi ái thủ, tu hành năm căn lực, đoạn trừ năm kết xử, không cầu quả năm dục, tâm sợ mọi phiền não, nên tu năm giải thoát, và năm thân tam muội, biết thật pháp năm ấm, tu tập sáu hòa kính, sẽ lìa không cung kính, trừ bỏ sáu xuất thân, quán sáu thọ liên tục, mở sáu ái thân kia, thành tựu sáu thần tông, giúp tu sáu niệm xứ, cũng là siêng thực hành bảy phần pháp phần của sáu thức. Tu bảy bồ đề phần, lại hành bảy thánh tài, nghĩ bỏ nơi kia mạng, đoạn trừ bảy kết xử, nếu tu hành như vậy để cầu thắng tam muội, là bỏ bảy thức kia, trừ tám vọng ngữ này, tu tu tám thánh đạo, đạt tam muội không có, được tám giác đại nhân, hành tam môn giải thoát, biết tám pháp thế gian, tức vì trị trí tối thắng, thường tu hành như vậy đạt tam muội không có. Tôi lê chính vì não cũng không não hại người, tôi chánh pháp hỷ xả rồi sẽ được tam muội, thông tuệ bỏ mười ác, tu hành mười nghiệp lành, lại tuân theo mười lực để tam muội không có, thường thọ trì pháp lành sẽ bỏ các pháp ác, ngày đêm thâu giữ tâm được tam muội không có, được tam muội này rồi sức nói không nghĩ bàn, thường thấy Phật sắc vàng, cũng được nghe nói pháp, nếu muốn thấy mười phương Phật hiện tại diệt độ cho đến đời vị lai, tạo lợi ích chúng sinh, người ấy nên tu tập tam muội tối thượng diệu. Bây giờ Đại Bồ Tát Bất Không Kiến bạch Phật: Bạch Thế Tôn,
Bồ Tát nếu muốn thành tựu tất cả tám muội niệm Phật mà chư Phật đã nói, thì nên khiến tâm họ liên tục như thế nào? Đức Phật bảo Bồ Tát bất không kiến. Cái Bồ Tát này nó có thể chí tâm nhớ nghĩ về quá khứ, hiện tại, vị lai, vô lượng hết thảy chư Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tu thiền thệ tới chân chạy cho thượng sĩ, điều ngự đường phu tới nhân sư Phật Thế Tôn trong mười phương, thì đều biết về chúng sinh qua lại trong sinh tử, đủ thai mẹ đầy đủ, thuộc tộc họ hiền thiện tướng tốt, bốn tỳ xá na, từ bi hỷ xả, hổ thẹn sợ hãi oan nghi các hạnh, thể đều đầy đủ các pháp samatha tỳ bà xá na, giải thoát tri kiến các môn giải thoát, niệm xứ chánh cần thần túc căn lực giác đạo đều biết đầy đủ, biết bốn dòng sinh tử đầy đủ, còn biết đầy đủ nguồn cội của chúng sinh, sinh xấu thần thông khởi đại thần túc giới định tuệ giải thoát tri kiến đều đầy đủ, giải thoát vô ngại lợi ích vô ngại, tất cả pháp lành cũng đều đầy đủ, sắc tâm thanh tịnh cảnh trí thanh tịnh đầy đủ, những thân kim sắc thanh tịnh. Nhưng Bồ Tát này lại nghĩ, chư Phật Như Lai chí tâm bất động, còn nó an trụ nơi tâm không chấp trước, lại nên quán tâm liên tục như vậy, những pháp gì là Như Lai, sắc là Như Lai phải chăng, hay Như Lai không phải là sắc? Nếu cho sắc là Như Lai thì sắc xứ là chúng sinh, đầy đủ là sắc ấm, như vậy thì chúng sinh nên là Như Lai. Nếu cho khác với sắc là Như Lai thì ngoài 12 duyên lẽ nào có Như Lai, là cho thọ là Như Lai chăng, hay không phải thọ là Như Lai? Nếu cho thọ là Như Lai thì tất cả chúng sinh đầy đủ thọ ấm, như vậy chúng sinh nên là Như Lai. Nếu cho không phải thọ là Như Lai thì ngoài 12 duyên làm gì có Như Lai? Tưởng hành thức cũng là như vậy, cho nhãn căn là Như Lai chăng, hay không phải nhãn căn là Như Lai? Nếu nhãn căn là Như Lai thì tất cả chúng sinh nên là Như Lai, nếu không phải nhãn căn là Như Lai thì ngoài 12 duyên làm gì có Như Lai? Các căn như nhĩ cũng là như vậy, cho bốn đại là Như Lai chăng, hay không phải bốn đại là Như Lai? Nếu bốn đại là Như Lai thì bốn đại trong ngoài đều là Như Lai, nếu liền bốn đại là Như Lai thì ngoài 12 duyên làm gì có Như Lai? Địa thủy hỏa phong cũng là như vậy. Bồ Tát quán liên tục như vậy rồi mới thấy rõ sắc ấm chẳng phải là Như Lai, khác với sắc ấm cũng chẳng phải là Như Lai, lại thấy thọ ấm chẳng phải là Như Lai, khác với thọ ấm cũng chẳng phải là Như Lai, tưởng hành thức cũng chẳng phải là Như Lai, khác với tưởng hành thức cũng chẳng phải là Như Lai. Lại thấy nhãn căn chẳng phải là Như Lai, khác với nhãn căn cũng chẳng phải là Như Lai, nhĩ tỷ thiệt thân chẳng phải là Như Lai, khác với nhĩ tỷ thiệt thân cũng chẳng phải là Như Lai, thấy sắc thân chẳng phải là Như Lai, khác với thấy sắc thân cũng chẳng không phải là Như Lai, thấy hương vị xúc chẳng phải là Như Lai, khác với hương vị xúc cũng chẳng phải là Như Lai, thấy ý và pháp chẳng phải là Như Lai, khác với ý pháp cũng chẳng phải là Như Lai, thấy bốn đại chẳng phải là Như Lai, khác với bốn đại cũng chẳng phải là Như Lai. Địa thủy hỏa phong cũng là như vậy. Bồ Tát quán tâm liên tục như vậy, đối với tất cả pháp sẽ đạt được trí phương tiện. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, ông dùng pháp nào để có thể đạt được đạo Bồ Đề vô thượng? Dùng thân để đạt được hay dùng tâm để đạt được? Nếu dùng thân để đạt được thì thân này bất tịnh, không có hiểu biết, như cây cỏ ngói đá. Bồ Đề thì phi sắc, không có hình thể, tương đối vắng lặng, là pháp không thể thấy. Thân này đã như cây cỏ vô tri, làm sao đạt được đạo Bồ Đề? Còn nếu dùng tâm để đạt được đạo vô thượng thì tâm không hình tướng, giống như huyễn hóa. Bồ Đề thì không tâm, cũng không có hình sắc. Tướng mạo như huyễn hóa thì làm sao có thể đạt được? Nếu các Bồ Tát hiểu được như vậy thì chẳng phải thân có thể được Bồ Đề vô thượng, cũng chẳng phải tâm để được Bồ Đề vô thượng, cũng không lìa thân và lìa tâm để được đạo vô thượng. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến, ông phải nên quán Đức Như Lai như vậy, người quán như thế gọi là chánh quán. Ở lại nữa này Bồ Tát Bất Không Kiến, Bồ Tát quán pháp tương tục như vậy nhưng tâm không dao động, Bồ Tát phải nên hiểu sâu xa như vậy thì không thoái chuyển đối với pháp tam muội, là thường sẽ liền tâm không tương tục, thì sẽ mau đắc Bồ Đề vô thượng. Lúc đó Đức Thế Tôn liền nói kệ: Tâm niệm tâm tương tục, khứ lai và hiện tại không lâu được thấy Phật. Các thầy đấng phổ nhãn, rồi đại oai lực Phật thương xót loài thế gian. Nhớ nghị hoa trong người, công đức đấng điều ngự. Ngày sinh tử thuở xưa, trụ thai mẹ tập tánh,
tướng mạo đều đầy đủ, không lâu sẽ thấy Phật. Nghĩ Phật 80 tướng và nhân duyên đời trước, thường hợp nghiệp tối thắng, y chánh niệm pháp lành. Ngày sáu thần biến Phật, thần thông đại tự tại, giới định trí giải thoát, đều đã được thành tựu. Như sao đấng tối thượng, được quả vị phán lặng, niệm từ bi hỷ xả, đấng tối tôn, đấng tối thượng thế gian, hổ thẹn lực không sợ, oai đức đầy thế gian, nghĩ Samatha Phật và tỳ bà xá đa là nghị trí giải thoát, cho đến ba không môn, nghị độ bốn chánh cần, thần túc cũng như thế, nghị đầy đủ căn lực, cho đến bồ đề phần, nghị Phật lìa sanh diệt, được nơi vắng lặng này, niệm pháp thiện có bàn, sắc thọ đều thanh tịnh, cho đến tưởng hành tất. Cùng thanh tịnh như vậy, nghị Phật sắc vàng rồng, tâm an trụ không đắm, quán pháp nào là Phật, thông giữ tâm tương tục. Sắc chẳng phải Như Lai, bốn ấm cũng như thế, lý ấm chẳng Như Lai, biết tưởng thức cũng vậy, nhãn chẳng phải Như Lai, nhĩ và pháp cũng thế. Lìa nhãn chẳng Như Lai, pháp năm tình do vậy, nghĩ 12 nhân duyên đều tâm được thấy Phật, bốn đại chẳng phải Phật, khác bốn đại cũng vậy, nên rõ 12 duyên tới Phật chẳng là khó. Nếu cho ấm là Phật thì đức Như Lai ấy, chúng sinh đều có ấm, cùng tức là Như Lai. Nếu muốn được căn lực, lên niệm 12 duyên, ấm chẳng thầy thế gian, khác ấm cũng như vậy. Các nhân duyên tổ xưa thường phân biệt tương tục, vì có thể thâu giữ, đó là không nghĩ bàn. Thân này thường không biết, như cây cọ ngoài đá. Bồ đề không hình sắc vắng lặng thường không sinh, thân không chạm bồ đề không chạm thân, tâm không chạm bồ đề không chạm tâm, mà có tướng xúc chạm, thật là chẳng nghĩ bàn. Đây là Phật Thế Tôn cho vắng lặng tối thắng, khéo trừ diệt tất cả mọi tà kiến mọi đạo. Bây giờ là Bồ Tát mới không kiến bạch Phật, bạch Thế Tôn. Bồ Tát làm sao có thể biết được ngã kiến lại lì được kiến ấy như thế nào? Phật bảo Bồ Tát mới không kiến, nên Bồ Tát muốn xả bỏ ngã kiến thì cho nắm chấp nơi trụ xứ, nên nương tựa chỗ không nương tựa, muốn dùng pháp sáng tạo lợi ích cho tất cả, muốn tuổi lo pháp đến trống đại pháp, muốn tạo thuyền pháp, kiến lập cầu pháp để các chúng sinh vượt qua dòng chảy sinh tử, muốn quán thân tướng và không tương tục. Thân này đầy bất tịnh, có vẻ xấu ác, máu mủ đờm dãi, thường bài tiết nơi chính lỗ, do thường hư hoại, chốc lát không, mỏng manh, khó tin, không thể yêu thích, giống như trẻ con. Nó hư vọng không biết thân này không thật, như bọt nước tụ lại. Giả sử có dùng y phục đồ ăn thức uống, xong ướp mùi tôm, trang sức các loại cho bao, với trăm ngàn năm xuôi theo tâm ý, rồi cũng hoại diệt dưới trong sinh tử. Như tánh thân này là pháp sinh tử, lại là chỗ ăn uống của loài trùng thú, đối với nhiều kiếp hoặc ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh, chỗ diêm la vương chịu vô lượng khổ cho từng dân ý, là còn ở nhiều kiếp trong sinh tử làm tôi tớ cho kẻ khác sai khiến dụ. Thân này luôn phải chịu các khổ não mà trước đây không thể biết giờ khổ, để đoạn trừ tập chứng đắc diệt, tu trì đạo hay các công đức. Thân này tuy nhỏ nhưng chứa rất nhiều ưu ế, nên dùng thân này để cho các chúng sinh. Nếu ai tiếc thân mạng thì đem thân mạng cho họ, nếu người cần sức thì đưa sức cho họ, cần thịt cho thịt, cần máu cho máu, và nên cho hết mà không mong cầu đền đáp. Hoặc đối với người kia không được lợi ích, hoặc dùng nhân duyên của tâm niệm tâm thiện mà xả thân, trừ ngã kiến hoặc hiểu được vô ngã, an trú nơi sự xả thân mà tư duy quan sát, là không tham chấp nơi hoặc của ngã kiến, đem thân không bền chắc để tu thân chắc chắn. Lời nói này Bồ Tát bất không kiến, ví như nơi thôn ấp có nhiều trẻ con cùng nhau ra khỏi thôn vui chơi nô đùa gần bên dòng sông, thấy bọt tụ, cái trẻ con này tranh giành đùa giỡn mà đóng bọt nước ấy, chẳng tự hay biết, bị người khác lấy làm trò đùa, cũng không thừa nhận. Như vậy này Bồ Tát bất không kiến, nếu có Bồ Tát tự quán thân mình để biết tâm ấy giống như đóng bọt nước kia, không có phân biệt. Nếu Bồ Tát nào quán như vậy thì không lâu sẽ đạt được tâm bụi sâu xa này, và mong đắc đạo Bồ Đề vô thượng. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, muốn cầu định tối thắng, đạt Bồ Đề khó bàn, quyết xả bỏ ngã kiến, tự nên quán thân này vô thường khổ bất tịnh, mùi đờm chải dơ bẩn, bài tiết nơi chính lỗ, thật đáng, rất đáng nhàm chán.
hơi dối không chân thật, đây là phép biến diệt, mê hoặc như hiện hóa, cũng như đóng vọt nước, thân ta rất mỏng manh, nơi chốn của ống nhọt, mùi độc đều hiện cấp. Không một chỗ đáng ưa, lo nuôi dưỡng chỗ ít, bị trùng số ăn thịt, tất cả mọi thú vui cung cấp cho thân này, đều quy về hoại diệt. Đó không có chân thật mà mãi vô biên kiếp, khổ thọ luôn vạn nẻo, quả địa ngục súc sinh. Chỗ căn bản thọ cổ, nhiều kiếp đem đối khác, không thể nghĩ bàn được, bị các khổ bức bách. Đi ngược đạo vào đề, thân ta đây không tận, cho nên các chúng sinh hiểu pháp tâm không tiếc, cấp những thứ cần dùng. Suy nghĩ thế này rồi, liền sướng lời như vậy. Nay ta xả thân này, máu thịt tùy ý lấy. Nếu ai tiếc thân mạng, ta sẽ cho thân mạng. Sau thân giúp chúng sinh, sẽ mới được ta muội phần phần còn bọt nước, chứ từng được chắc thật. Thân ta cũng như vậy, cầu thật không thể được. Để đạt chánh quán này, mau đắc đạo Bồ Đề. Bây giờ Đức Thế Tôn liền mỉm cười. Thường pháp của chư Phật Như Lai đều như vậy. Ngay khi Đức Thế Tôn mỉm cười, từ nơi khuôn mặt phóng ra ánh sáng đủ các loại màu sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, lục, pha lê, trên lên đến trời phạm thiên, từ cõi ấy lại trở xuống, dạo qua Đức Phật ba vòng rồi đến tụ nơi đảnh. Trong khoảnh khắc thì ẩn mất. Lúc đó Trường Lão A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, xin lại y phục, gối phải sắc đất, chắp tay hướng về Đức Phật, dùng kệ thưa hỏi: Đấng điều ngự tối thắng, mỉm cười, có nhân chuyên, thầy thế gian vô thượng, xin gì con tuyên nói, là vì nhân duyên gì hiện ra mỉm cười này? Sắc vàng trong phước nghiêm, khéo hiểu rõ chân đế, thương xót lợi ích người, chỗ thế gian quay về là vì nhân duyên gì hiện ra mỉm cười này? Nhân trung tôn hơn hết, bậc tối thượng không lỗi, các công đức Như Lai vi diệu không tiệp vết, là vì nhân duyên gì hiện ra mỉm cười này? Đấng thánh trụ đại bi, tất cả đều quy hướng, đã liền mọi phiền não, điều ngự dụng tâm tịnh, có sanh vì con nói, nhân duyên gì mỉm cười? Hôm nay ai sẽ được nghĩa lấy xấu xa này, an trụ địa kiên cố, ai sẽ gặp an lành, chỗ quay về thế gian? Về sau hiền mỉm cười, tất cả đều quy hướng, điều ngự vì con nói, nguyện nghe người thanh tịnh, nhân duyên khiến mỉm cười, mong nhờ thánh sai khai diễn, nghi hoặc sẽ đoạn trừ. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan, khi ta vừa giảng nói pháp quán tương tục này, có 30.000 người đắc pháp nhãn thanh tịnh, 8.300.000 ức na do tha chư thiên đều liệu bỏ phiền não cố ế để được pháp nhãn thanh tịnh. Nó có 30.000 ức na do tha tỳ kheo, tỳ kheo đây chứng quả bất hoàn. Nó có 30.000 ức na do tha tỳ kheo đây giả thanh tính nữ, tính sĩ nữ đạt được nhẫn vô sinh. 30.000 chúng sinh phát tâm bồ đề, thể đều tu tập hạnh bồ tát, cả kiếp nhân tôn sẽ đều sẽ thành Phật. Đây là bởi phát tâm đạo vô thượng. Nó có 90.000 ức na do tha các chúng sinh đều được bất thoái chuyển, nơi đạo bồ đề sẽ được thành Phật, hiểu là Phật phóng quang, Phật ly cấu, tôn tích cả bồ đề, nhật quan tướng, Phật nhật nguyệt quang minh và Phật thiên trung tôn. 92 ức na do tha chúng phát tâm thanh văn sẽ thành A La Hán. Lúc Đức Thế Tôn nói như vậy thì âm thanh chấn động cả thanh thiên đại thiên thế giới. Đức Phật dùng thiên nhãn thấy rõ nơi 99 ức trăm ngàn là do tha cõi nước của chư Phật nơi mười phương, chúng sinh trong đó đều thấy Đức Như Lai phóng ra ánh sáng từ giữa chân mày. Ánh sáng ấy tên là Minh Diệm, chiếu khắp mọi nơi chốn. Chúng sinh thấy rồi tâm sợ sệt dựng chân lông, khái ở cõi nước. Giới vô lượng trăm vạn ức na do tha các chúng sinh, nhớ ai gặp được ánh sáng này, trong đó có người được quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Có nhiều chúng sinh phát tâm Bồ Đề đều được bất toái chuyển nơi đạo Bồ Đề vô thượng, và đời vị lai sẽ được thành Phật, được cùng một hiệu là bất toái chuyển. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa này nên nói lại bằng kệ: Ta vừa nói điều này, khi quán tâm tương tục, liền có 60.099 ức chúng nhờ nghe pháp lợi ích mà phát tâm Bồ Đề, là có 30.000 người đã được tuệ nhãn phần. Nghe rồi niệm tương tục, Bồ Đề đó vắng lặng, được thoát khỏi điều này, nạn khổ của đường ác. 80.000 ức chư thiên đang nghe tiếng Như Lai, đều được pháp nhãn tịnh, liền hẳn khổ có ác. 30.000 ức bốn chúng được pháp nhãn bất khởi, thoát khỏi các đường ác, là không còn khổ não, sẽ được thành Phật đạo. Như mùa xuân tươi tốt, 30.000 ức mọi người học nói đạo Bồ Đề, người ác cũng sẽ được đạo A Lợi chư Phật. Đã thành đạo vô thượng, thương xót ở thế gian 60.000 thiên tử, tu học đạo Bồ Đề, hạnh vui trong niềm vui. Giống như
Đấng Di Lặc, nước thế gian vô ngại, nên cười nhiều lợi ích. A Nan, ông nên biết đều là có nhân duyên, do đó ta hôm nay hiện bày mỉm cười này. Phẩm 11, vua Di Mật. Bây giờ Đại Bồ Tát bất không kiến bạch Phật, bạch Thế Tôn. Đại Bồ Tát làm sao để biết an trụ vào những pháp sợ hãi, hổ thẹn và sợ bỏ không hổ thẹn để được tam bồi đầy? Thế Tôn bảo Bồ Tát bất không kiến: các Bồ Tát này sở dĩ hổ thẹn là do thân tạo các ác, nên trong lòng xấu hổ sợ hãi, khẩu ý hành ác lại nên lại sinh tuổi hổ, ganh ghét lười biếng cũng là như vậy. Nếu khởi lên điều bất thiện, không cung kính chư Phật thì sợ hãi nơi chư thiên cho đến người đời, pháp ác bất thiện rất đáng xấu hổ. Bồ Tát tức trụ nơi sự hổ thẹn sợ hãi như vậy, sẽ bỏ các pháp bất thiện, sẽ bỏ tâm không biết hổ thẹn sợ hãi, siêng tu các điều thiện, như hành thanh tịnh để đủ ba nghiệp an nhiên vắng lặng, không lâu sẽ được tam bụi này, đời đời thường được gặp chư Phật và sẽ đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa này, Bồ Tát bất không kiến: kỳ lạ thay, thật là hy hữu. Ta nghĩ chỉ thời quá khứ trải qua á thăng kỳ ức trong ngàn vạn năm vô tai kiếp, bắt đầu kiếp thứ ba tên là Thiện Sinh, cái đó nó lại có kiếp tên là Bảo Cự, cái nữa là có kiếp tên là Liên Hoa Trì, lúc đó kiếp được khởi lên như 1.000 năm. Kế nữa là có kiếp tên là Lạc Trụ, lúc ấy có quốc vương sinh trong kiếp này tên là Thắng Vi Mật. Có hai đất lớn, uy lực tụ tại, kinh thành chúa ngự tên là Câu Tu Ma, thanh tịnh, hương tụ. Thành đó dài rộng 70 cho chia, có 12 lớp do 7 báu tạo thành, ánh sáng tỏa khắp toàn cảnh tráng lệ như thành thiện kiến. Phía bắc thành có đất tên là Ly Cấu, nơi đây có vườn tên là An Ẩn, bề mặt dài rộng bằng nhau là 10 do di, xung quanh đều có các cây đa la. Khu nơi vườn đó giống vườn thiện kiến. Này Bồ Tát bất không kiến, thuở đó có Đức Phật làm minh tướng, cùng đủ 10 tôn hiệu như là Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Tệ, Thế Nhân Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trụng Phu, Thế Nhân Sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Đức Phật bảo Bồ Tát bất không kiến: khi Đức Phật minh tướng cùng với quyến thuộc trụ nơi vườn An Ẩn, các tỳ kheo đi theo là 99 ức trăm ngàn Na Cha Tha, đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm được tự tại, việc làm đã xong, điều nên học đều đã học. Đức minh tướng Như Lai Ứng, Chánh Biến Tri, vào lúc sáng sớm, đắp y cầm bát, cùng với tỳ kheo tùy tùng gia thành các thực. Lúc đó vua Di Mật nghe Phật đang đến, liền cởi voi lớn, tên là Lạc Thủ, dẫn theo trước sau cho số trăm ngàn người, đều ra khỏi thành, quanh đón Thế Tôn. Này Bồ Tát bất không kiến, vua Di Mật này từ xa thấy Phật đi đến, hào quang sắc diện tướng tốt dữ dội thù thắng, nơi đất hoan hỷ, liền xuống voi đến chỗ Như Lai, đảnh lễ sát chân nhiều quanh bên phải 3 vòng, ở ngay trên đường thỉnh Phật và chúng tăng. Phật minh tướng im lặng chấp nhận chấp thuận. Vua biết Phật lúc Phật đã nhận lời thỉnh rồi, là ngay đem ấy cho người quét dọn đốt hương trang hoàng bày biện đủ các phẩm vật cúng dường quý tốt. Lại trong thành sai dựng khắp nơi những cờ vướng cho các dòng hoa lộng bầu anh lạc, dùng nước hương ngôi đầu chiên, ngôi đầu để rửa bụi bặm, ra các loại hoa tươi đẹp trên mặt đất. Dùng giỏ đựng hoa đặt ở trước tòa, do các loại nhạc hay để cúng dường. Này Bồ Tát bất không kiến, cho bày các thứ cúng dường xong. Vào lúc sáng sớm, cùng các tùy tùng đến vừa An Ẩn đảnh lễ Như Lai và thưa: kính bạch Thế Tôn, giờ đạo thực đã đến. Khi Đức Phật minh tướng nghe vô tỉnh rồi, liền như tướng đó lại hiện đại thần thông của các tỳ kheo bay lên hư không, phát ra ánh sáng thanh tịnh gồm 9.000.000 loại chiếu khắp phương đông, ba phương kia cũng như vậy. Trong một mỗi ánh sáng có 80 ức Na Cha Tha các hoa sen vi diệu, trên một mỗi hoa có Như Lai hóa hiện đầy đủ tướng tốt giống như Phật minh tướng. Các đức Như Lai ấy có vô lượng đệ tử, Đế Thích hầu bên trái, Phạm Vương hầu bên phải, chân thật giống như Thích Phạm, chân thật không khác. Này Bồ Tát bất không kiến, lúc Đức Như Lai minh tướng hiện ra các tướng thần biển ấy, trong khoảng một niệm, chư thiên ở cõi dục cõi sắc liền tạo ra vô lượng các thứ kỹ nhạc di diệu, dùng chiên đàn trời và tràng hoa đá ba la bạc trầm thủy, các loại hương như vậy đều cúng dường Đức Như Lai minh tướng. Lúc này Đức Thế Tôn kia nói pháp cho vua: đại vương nên biết các hành của pháp hữu vi là vô thường, đều là khổ, chẳng chân thật nữa không, tất cả các pháp đều không có ngã. Vì sao? Vì thân này không sạch, chính lỗ bài tiết toàn là nhơ ế,
như trồn trong phân, hư hoại mỏng manh, niệm niệm mà không trụ. Bốn đại cực ấm giả hợp làm tân, nói khác lạnh nóng, luôn đến xâm hại, bức bách, tất cả đều hư dối. Như huyễn, như sóng nắng, như bọt nước không được tự tại, là pháp biến diệt. Tạm gọi là người, không có cái gì để tin cậy được. Thế nên đại vương phải quan sát sâu xa cho các hành sinh tử, rất đáng nhàm chán, nên xuyên cầu phương tiện mau chóng xa lìa. Vua Chi Mật nghe lời này rồi, chắp tay hướng về Đức Phật nói: Đúng vậy, Tôn Thế Tôn, như Thế Tôn chỉ dạy, các hành hữu vi là vô thường, khổ không. Tất cả các pháp đều vô ngã. Hiện thấy thân này không sạch dơ uế, cho nhóm các khổ rất đáng nhàm chán. Lúc vua thấy được hình tướng thần thông của Phật và nghe Đức Như Lai thuyết pháp, liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, khi Đức Như Lai biết vua đã phát tâm Bồ Đề, bèn cùng với đại chúng nhận lời mời của vua, rồi luôn trong hư không đến thành mới hạ xuống. Vua đi bộ theo Phật vào chân cung, chân tòa, rồi theo tu lớp, an tọa. Vua cùng quần thần quyến thuộc nơi cung và muôn dân trong nước, đứng hầu hai bên dân các món ăn ngon. Đức Phật và chúng tăng trước khi thọ thực đều chú nguyện cho họ, mỗi lần trao nhận thức ăn đều đầy đủ. Thọ thực xong, Phật và đại chúng súc miệng rửa tay, vua lại đem các loại hương hoa kỹ nhạc và dốc cho báu để cúng dường. Vua Chi Mật nội trong ngày đó đã bỏ bốn thiên hạ và 84 ức nơi cho tha phi hậu thẻ nữ, giao phó mấy vị quốc vương cho trưởng tử cùng 80 ức nay cho tha người đi đến chỗ Đức Như Lai bên tướng sinh xuất gia tu đạo. Vua xuất gia rồi muốn thỉnh pháp nên thưa bạch Thế Tôn, là sẽ Bồ Tát đạt được tam muội niệm Phật. Và chư Phật đã nói, nếu người nào có thể được tam muội này thì sẽ ngộ thành tựu đầy đủ kiến pháp Bồ Đề vô thượng. Phật nguyên tướng bảo tỳ kheo Chi Mật, Bồ Tát có hai pháp để đạt được tam muội này cũng mau thành tựu Bồ Đề vô thượng. Hai pháp đó là gì? Một, Bồ Tát phải nên tin tưởng kinh điển do Đức Như Lai đã nói. Hai, kinh đại phương đẳng này là hành xử của chư Phật. Bồ Tát nào hành trì đầy đủ hai pháp này liền đạt được tam muội ấy và mau chóng sẽ thành Phật. Là có hai pháp là Samatha Patibhasana, là có hai pháp là sa ngã, chỗ ngã và ăn trụ nơi những pháp hổ thẹn sợ hãi. Bồ Tát nếu có đầy đủ hai pháp ấy thì được tam muội này và mau chóng mà mau thành chánh giác. Tỳ kheo Di Mật bạch Đức Phật minh tướng, bạch Thế Tôn, như sao Bồ Tát an trụ pháp hộ thẹn sợ hãi thì được tam muội này? Đức Như Lai minh tướng bảo Bồ Tát phải nên xả bỏ ba nghiệp ác, các pháp bất thiện như không hộ thẹn, trụ ở pháp sợ hãi hộ thẹn. Bồ Tát có đầy đủ sợ hãi hộ thẹn thì xả bỏ các pháp bất thiện, tu hành pháp thiện nên giữ gìn thân khỏi nghiệp thanh tịnh. Hôm nay Bồ Tát Bất Không Kiến thì khai phi mặt khi ấy đang ở chỗ Đức Phật kia, nghe nói về lỗi lầm liền xả bỏ các pháp ác như không hổ thẹn sợ hãi, siêng năng tinh tấn thâu giữ tâm, trụ vào các pháp lành khiến cho pháp lành được đầy đủ không mất, lại thâu giữ tâm an trụ vào chánh quán, quán hết thảy pháp không tăng không giảm, cũng không thấy pháp đến đi sanh diệt. Khi thì kheo về mặt quán như vậy, không thấy tất cả pháp có các tướng. Quán 12 chuyên như là mộng, như sóng nắng. Quán các pháp như ảo ảnh huyền hóa. Quán các pháp không tăng không giảm. Quán các pháp không danh không tánh. Quán tất cả pháp không sinh không diệt. Bồ Tát Di Mật cứ như vậy mà tu hành, không bao lâu đạt được tam muội này rồi, được tam muội này rồi, dạng pháp biện tài không dứt, đã qua 6 phải ức nơi cho thai kiếp, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến, ông chớ sinh nghi ngờ hiểu ra mặt tôi ấy, bảo nước xuất gia tu đạo đâu phải là người nào xa lạ, đó chính là Đức Phật Như Lai Liên Hoa Thượng. Bồ Tát phi mật an trụ nơi hộ thiện, tu tập thành tựu tất cả pháp thiện, không lâu đã đạt được tam muội ấy. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, này ta nói với ông về tam muội niệm Phật mà chư Phật đã nói, nếu có chúng sinh nào không gieo trồng căn lành thì dứt khoát không thể nghe tam muội này. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu có thiện nam thiện nữ từng ở chỗ vô lượng Đức Phật trong quá khứ gần cuối cúng dường trong các góc thiện mới được nghe tam muội bảo giáo này, huống chi lại biên chép thọ trì độc tụng phân biệt giảng giải quan sát và nghĩa lý thì thiện nam thiện nữ ấy đã gieo trồng căn lành là vô lượng vô biên không thể tính đếm. Những người ấy tu Bồ Tát thừa dù mới được nghe một ít
Tam muội như vậy lần lượt cũng sẽ đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ trừ thân chứng. Lúc đó Bồ Tát Bất Khởi Kiến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các chúng sinh ít học theo đại thừa có thể được tam muội báu này không? Đức Phật nói: Đúng vậy, cũng có thể được. Này Bồ Tát Bất Khởi Kiến, ví như có loại thuốc chất rất cứng không thể gọt bào, phải dùng đá mài lấy bột xoa lên rỗng. Nếu câu hán thù lúc ra trận chiến quân kia cũng lấy chất độc bôi vào mũi tên, khi nghe âm thanh của trống nổi lên thì chất độc kia không thể hại được ai. Như vậy này Bồ Tát Bất Khởi Kiến, nếu thì nam thì nữ được nghe gặp một ít ánh sáng âm thanh nơi tam muội đó, thường ấy sẽ được đạo bồ đề vô thượng, chỉ trừ thân chứng. Này Bồ Tát Bất Khởi Kiến, ví như chúng sinh nếu nương vào một bên sắc vàng trọng của núi Tu Di thì thân họ cùng với núi kia đồng màu sắc. Sở dĩ như thế là do uy lực của núi. Như vậy này Bất Khởi Kiến, nó có thì nam thì nữ nghe một ít về diệu lực từ oai quang của tam muội đó thì sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ trừ thân chứng. Vì sao? Cho công đức của tam muội này là tối thắng, không thể nghĩ bàn. Này Bồ Tát Bất Khởi Kiến, ví như mọi dòng nước đều chảy vào biển cả rồi sẽ cùng một vị, sở dĩ như vậy là do năng lực của biển. Nếu thì nam thì nữ không thể ghi chép tòa truyện độc tụng, chỉ được tạm nghe về tam muội báu này, tất cả cũng đều đạt được đạo vô thượng. Vì sao? Vì do hiệu lực của tam muội. Này Bồ Tát Bất Khởi Kiến, nếu người nói đúng về pháp môn của chư Phật thì được mẹ của tam muội. Nói tam muội như vậy gọi là nói đúng. Nếu người nói đúng về tam muội như vậy thì được vô lượng vô biên các thứ công đức, thâu nhận núi lớn, đó gọi là nói đúng. Này Bồ Tát Bất Khởi Kiến, Đại Bồ Tát tu hành bố thí trong khoảng một niệm dùng các vật báu tốt đẹp dâng cúng hằng hà sa chư Phật Thế Tôn, do công đức này sẽ đạt được thành Phật. Nếu người nào khi chép tòa trì độc tụng và nói tam muội này theo công đức ấy hơn hẳn phước bố thí của người kia, không thể tính đếm. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Ta nghĩ thuở quá khứ, Phật minh tướng điều ngự, hết thảy các thế gian đều cùng chúng quy hướng từ bi thương chúng sinh và nói các diệu pháp. Đại trí kiến của Phật soi tỏ pháp ba đời, đấng phổ nhãn như vậy bậc tối thượng thế gian, Như Lai không nghĩ bàn trên lực sâu vô lượng và bày các pháp môn, vì lợi ích quần sinh phát khởi tâm đại bi, có giúp vô lượng khổ. Đấng thiện thệ minh tướng tâm ức chúng thanh văn đều là A-la-hán, đã đoạn hết các lậu, là những bậc ứng chân tùy tùng đấng pháp vương. Thời có vườn an ẩn ở phía đông bắc thành, chỗ đại tiên kinh hành cùng đông đủ thanh chúng. Thời có vua chuyển luân vì mật rất dũng kiện, vì thương xót tất cả, cùng nhau ra khỏi thành du thị xa thấy Phật, trong tâm rất hoan hỷ, tương túc hơn người đời, hoan nghi cũng khác hẳn. Vua đi bộ nghênh đón qua đến chỗ Thế Tôn, đến trước Đức Như Lai đầu mặt lễ sát chân, cho tay cung kính xong lui đứng qua một bên. Thành Phật nhận cúng dường, Phật mặc nhiên chấp nhận, dù biết Phật nhận lời, để bảo các thuộc quan quét dọn trong cung thành bày biện món ăn ngon. Vua lại tới cho Phật: Tôi đến giờ thọ thực, Đức Thế Tôn thương xót, nguyện ra oai thần lộ, còn độ các thánh chúng sẽ đến nhận cúng dường. Khi Phật nghe vua mời, liền hiện đại tăng biến, phóng ra ức ánh sáng chiếu khắp mười phương cõi. Trong mười mỗi ánh sáng hóa ra ức hoa sen, thương xót các chúng sinh. Vì chúng hiện điểm này là bạn Bất Khởi Kiến cho các hoa sen kia. Có vua đại oai đức tướng tốt rất đoan nghiêm, đều dùng ý tối thắng, lòng nói pháp chư Phật các hành đều vô thường, khổ không cũng như thế, vô ngã không chân thật, pháp này là biến diệt. Có người thông tuệ nào mà sinh tâm tam đắm, các hành như ánh lửa, hư hoại pháp chuyển dời, Phật minh tướng đại bi, cho nói pháp như thế, chư thiên thấy Thế Tôn liền phát đại thần thông, tạo ra các nhạc hay, bài hương hoa cúng dường, lành thật oai lực Phật không thể nào bày được, cho thấy thần thông rồi bày các thứ cúng dường. Bỏ qua bốn thiên hạ cho đến năm dục lạc, xuất gia giữ một lòng để tu đạo bồ đề. Trong khi vua học đạo, thưa hỏi Phật minh tướng: An trụ những pháp nào được tam muội của Phật? Phật nói: Có hai pháp phải nên tu như thế, được lệnh tâm diệu ấy. Thí vui không nghĩ bàn, nghe Phật nói pháp rồi thân tâm đều hoan hỷ, liền phát tâm bồ đề sẽ được tam muội này. Vị tỳ kheo viên mật là Phật Liên Hoa Thượng: Nếu người tin Như Lai không phỉ báng kinh này, người ấy trụ cảnh Phật, mau được tam muội ấy. Nếu người sợ sinh tử, tâm không đắm nơi ngã, thường tu Samatha và Thi Bà Sa Na. Tướng người ấy như vậy, mau được tam muội này, an trụ sợ hổ thẹn, thường tu sẽ chân chánh,
lợi ích giác khổ hạnh mau được vắng lặng ấy. Quán pháp không tăng giảm, tất cả như hư không. Bồ Tát thông tuệ ấy mau được tam muội này, không thấy các pháp khởi, cũng không thấy pháp diệt, luôn quán pháp vô thường, cũng như mộng huyền hóa, thường xuyên đang học hành, không lo được định ấy, không thấy pháp tướng khác, chỉ thấy không sinh diệt. Những bóng vàng ánh lửa sẽ được tam muội này quán các pháp bình đẳng, không có tướng sai khác, bên trong nghĩ không thân, quán ngoài cũng như vậy, không thấy danh tự kia, cũng không có sinh diệt. Nếu hay quán như thế, mau được tam muội ấy. Khi tỳ kheo Di Mật quán chất như vậy rồi, đầu giữa và cuối đêm, tam âm thường liên tục được nghe Như Lai nói, không lâu được định này, chỉ trong khoảng một niệm liền chất được tam muội. Được bồ đề không dứt, liền thấy Phật mười phương đủ các hành hữu vi, tâm âm dần thanh tịnh, tỳ kheo ở sinh tử đủ 16.000 kiếp, từng cốn do lượng ức, các đức Phật Thế Tôn sau đó được vắng lặng, rồi nó đạo cho thuận, Phật bảo bất không kiến. Chớ nghi ngờ không tin ông là người sáng suốt, chớ hoài nghi dị kiến, vì tỳ kheo lúc đó là Phật Liên Hoa Thượng. Này ta nói với ông, như thiên và thế gian, muốn quán tất cả do lượng các pháp ấy. Người này phải nên tu nhiều tam muội như vậy, nếu có người ưa tất sinh vô lượng công đức. Thì các vua khó nghĩ nên trì tam muội này, nếu người thích muốn thấy và lời Phật mười phương là thích chuyển pháp luân, nên trì tam muội này, nếu có người ưa tất đầy đủ các tướng tốt, khi biết duyên sinh tử, còn đủ các cội lành, do đó nên thọ trì tháng tam muội như vậy, nếu có người ưa thích sẽ liệt các đạo ác vì lợi ích chúng sinh, nên trì tam muội này. Những người lành như vậy, xưa đã từng cúng dường, chẳng phải một, hai người, hai mười, vô số ức chư Phật. Cầu Bồ Đề Vô Thượng được thọ trì tam muội, nếu người ưa thích cầu, chánh niệm nghe tam muội, đã từng cúng dường nhiều, vô lượng Phật quá khứ, người siêu năng tu lâu, quá khứ đã hành đạo. Nếu người ở chỗ kia, nghe nói thắng tam muội, liền phát tâm hoan hỷ, y phân khích vô lượng, xưa đã từng cúng dường nhiều ức thiên trung thiên. Nếu ai giới kênh này, tâm thường tu tương tục, đọc tụng giảng nói, tọa trì dạy biên chép, người này đã từng thấy vô lượng đại minh lực, phải như rơi nơi chiến trường, ra trận phóng tinh độc, và nghe tiếng rống thuốc, độc trừ được vui vẻ. Nếu người nghe như vậy, thắng định nhiều tam muội, bị người nói pháp ấy được sức sáng tam muội, vị lai sẽ thành Phật, chỉ trừ người tăng chứng. Như con đất tu di, người nương giới sắc đó, hành giả được tuệ sâu, nghe định cũng như vậy. Nếu có người được nghe tí tam muội tối thắng, có công đức người này lượng giống như biển lớn, quyết định tam muội sáng sẽ được đạo bồ đề. Vì như nước sông ngòi đều chảy vào biển cả, các dòng nước vốn khác nhưng đều cùng vị mặn. Nếu người nghe như vậy, tam muội đó giới diệu liền cùng tánh bồ đề, không khác không phân biệt. Nếu có các bồ tát ở trong nhiều ở kiếp sẽ tu hành bố thí, giờ lỡ tất cả Phật là nơi nương tựa, đồng cấp vô lượng nghiệp, các bồ tát như thế đã qua vô số kiếp, tuy hành nghiệp bố thí nhưng phước chưa được nhiều, tâm từ nói tam muội công đức hơn người kia. Nhà mẹ sinh nuôi dưỡng tam muội này cũng thế, hiện rõ có nghiệp bạn công đức của chư Phật, người ấy tỏa sáng suốt, thường tu tam muội này không lâu sẽ mau được Phật an nhiên vô thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật. Quyển 4, nguyện đem công đức này hướng về khắp cả để thưởng về chúng sanh được trọn thành Phật đạo.